Ở đây người ta cho chúng ta là este đơn chất có dạng là CHIO2 khi tái dùng oxy thu được CO2 và nước. Bước đầu tiên em tính mol CO2 nước và mol oxy. Em lấy 8,064 chia cho 22.4. Số mol này là 0,36. Mol CO2 em lấy 14,08 chia cho 44, 0,32. Nước lấy 2,88 chia cho 18 bằng 0,16. Nhiệm vụ của em là đi tìm x tìm y. Khi đó chúng ta sẽ tìm được công thức của E, công thức phân tử của E. Do E là 2 este đơn chất đồng phân, do đó công thức phân tử của 2 este này là giống y nhau. Như vậy để làm được điều đó thì chúng ta sẽ định hướng như sau. Đầu tiên em sẽ đi bảo toàn oxy, em sẽ tính được mol của este. Sau đó em sẽ tính số C và số H bằng cách bảo toàn H và bảo toàn C. Như vậy bước đầu tiên em đi bảo toàn oxy. Em lấy 0,32 nhân 2 cộng cho 0,16 trừ đi 0,36 nhân 2. Rồi em chia cho 2 vì trong này có 2 oxy. Thì số mol của nó ở đây là bằng 0,04. Giờ đây chúng ta sẽ đi bảo toàn C. Em lấy 0,04 nhân x bằng 0,32. Ở đây em tính được x bằng 8. Em lấy 0,04 nhân y bằng 0,16 nhân 2 và trong này có 2 hydro. Ở đây mình tính được y cũng bằng 8 luôn. Như vậy hai este này là đồng phân và có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Số mol thằng này là 0,04. Chúng ta có số mol của NaOH rồi. Mà NaOH bao nhiêu? Em sẽ lấy 2,8. Em chia cho 40 thì thằng này là bằng 0,07. Đối với este đơn chất thì mol NaOH chúng ta sẽ bằng mol của este, nhưng trong trường hợp này nó lớn hơn. Đúng chưa? Điều này chứng tỏ là trong hỗn hợp E chúng ta có hai este, một este của phenol và một este của ancol. Như vậy E chúng ta bây giờ sẽ là có dạng là RCOO C6H4 R phải. Đây là este của phenol. R2 phải COO C rồi R3 phải. Chúng ta đi tính dụng với NaOH. Đây là 2, đây là tỷ lệ là 1:1. Chúng ta sẽ tạo thành RCOO Na cộng cho R phải C6H4ONa cộng cho nước. Thằng này chúng ta sẽ tạo thành R2 phải COO Na cộng cho R3 phải OH. Thế để cho chúng ta là thu được hỗn hợp này chứa 3 muối có khối lượng là 6,62 gam. Ở đây người ta cho chúng ta là 6,62 gam và yêu cầu chúng ta là tìm muối của acid carboxylic, tức yêu cầu chúng ta tính khối lượng của hai thằng này m đây bao nhiêu. Trong khi đó mình đã biết số mol của hai este là bằng 0,04 và NaOH là 0,07. 0,04 0,07. Ở đây em đặt số mol của este phenol là x, este ancol là y. Thì chuyển qua đây là 2x, đây là y. Chúng ta có x cộng y bằng 0,04, 2x cộng y bằng 0,07. Em lấy 0,7 trừ đi 0,4 là còn 0,3. Y trừ y là hết. 2x mà chúng ta trừ đi x thì còn lại là x. X bằng 0,03. Do tổng 0,04 thì thằng này sẽ là 0,01. Chuyển qua đây. 0,03. 0,03. Đây là 0,01. Điều của chúng ta là thu được 3 muối. Mấu chốt ở đây là 3 muối. Điều kiện để có 3 muối là thằng R này và thằng R 2 phải khác nhau. Đó là mấu chốt. Đây là điều kiện để có 3 muối. Vì sao giải thích? Đây là muối phenolat, R phải nhận bao nhiêu giá trị cũng không ảnh hưởng.
Nhưng nếu R và R hai phải trùng nhau thì chúng ta chỉ có hai mũi. Nhưng để yêu cầu 3 mũi thì hai thằng này phải là khác nhau. Đó là mấu chốt của bài toán này. Khi đó chúng ta sẽ có như sau. Em có tổng khối lượng là 6,62. Bây giờ sẽ bằng 0,03R cộng cho 0,03R phải cộng cho 0,01R 2 phải. Cái thằng COONA là 67, tổng bon hắn ở đây là 0,04. Thằng C6H4ONA là bằng 115 nhân cho 0,03. Khi đó mình sẽ tính như sau. Cái ba thằng này em giữ lại 0,03R cộng 0,03R phải cộng cho 0,01R 2 phải bằng, em lấy thằng này trừ đi trừ đi, ở đây mình tính được là bằng 0,49. Tất cả ở đây em chia hết cho 0,01. Khi đó mình có là 3R cộng cho 3R phải cộng cho R 2 phải bằng 49. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn R, R phải và R 2 phải là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chọn như sau. Mấu chốt ở đây là thằng R và thằng R 2 phải khác nhau. Được chưa? Như vậy thì bây giờ thầy sẽ chọn R của chúng ta là bằng 1. Nếu R ở đây là bằng 1. Ở đây mình sẽ có kinh nghiệm như sau, em lấy 49 em chia cho 7 ra để ra trung bình bằng bao nhiêu. Thì nó là bằng 7. Như vậy mình sẽ chọn thằng nhỏ hơn 7 là bằng 1. Thì mình sẽ xuất phát từ gốc axit carboxylic. Bây giờ thầy chọn R là bằng 1. Do R 2 phải này là khác R. Do đó thầy chọn là bằng 15. Đúng không ạ? Ta nên 15. Như vậy mình có 49 mà chúng ta trừ đi 3 trừ đi 15. Là bằng 31. 31 mà em chia cho 3 thì R phải đây là bằng 10,3. Như vậy vô lý, đúng chưa? Như vậy trường hợp này chúng ta bỏ, chúng ta hoán đổi. Mình chọn thằng này là bằng 15. Thằng này là 1. Như vậy em lấy 49 em trừ đi 15 nhân 3 trừ đi 1 là bằng 3. 3 chia 3 thì R phải ở đây là bằng 1. Như vậy chúng ta chọn được thằng này là CH3, thằng này là hydro và thằng này hydro. Như vậy với cái điều này thì chúng ta thế vào đây R là CH3, thằng này là CH3, R phải là mà H, còn R 2 phải là hydro, hydro. Như vậy người ta yêu cầu chúng ta tính M và chúng ta tính M được. M bây giờ sẽ bằng, em lấy góc này nhân 0,03, góc này nhân 0,01 và bằng 3,14. Như vậy có đúng, bây giờ mình chọn là câu A.